thu âm quảng cáo, thu âm phát loa, giá cực hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. VinFast chính thức đổ bộ thị trường sản xuất và xuất khẩu ô tô lớn nhất Đông Nam Á. Với việc đưa toàn bộ dải sản phẩm xe điện tới Thái Lan, VinFast thể hiện rõ tham vọng cạnh tranh tại trường sản xuất lớn nhất khu vực. VinFast Auto cho biết quyết định tham gia thị trường xe điện sôi động bậc nhất khu vực, khẳng định tiềm lực và quyết tâm mạnh mẽ của hãng trong chiến lược xanh hóa giao thông toàn cầu. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển và khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng, nhà sản xuất Việt Nam cũng mang đến chính sách hậu mãi và cơ chế bán hàng linh hoạt nhằm đưa xe điện VinFast đến gần hơn với mọi người, mọi nhà tại Thái Lan. Bà Vũ Đặng Yến Hằng, Tổng Giám đốc VinFast Thái Lan chia sẻ, việc ra mắt thương hiệu tại Thái Lan đánh dấu cột mốc lớn trong chiến lược mở rộng toàn cầu của VinFast, củng cố sự hiện diện của chúng tôi tại trung tâm ô tô sôi động bậc nhất Đông Nam Á. Tại sự kiện BIMS 2024, lần đầu tiên VinFast giới thiệu dải sản phẩm ô tô điện hoàn chỉnh tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm mini SUV VF3, VF5, VF E34, VF6, VF7, VF8 và VF9. Thuộc phân khúc từ ASUV đến ESUV và VFY, mẫu bán tải điện ý tưởng. Trong đó, các mẫu VF5, VF E34, VF6, VF7, VF8 và VF9 đều là phiên bản tay lái nghịch phù hợp với thị trường Thái Lan. Với việc đưa toàn bộ dải sản phẩm xe điện tới BIMS 2024, VinFast thể hiện rõ tham vọng cạnh tranh tại thị trường Thái Lan, quốc gia sản xuất và xuất khẩu ô tô lớn nhất khu vực, được mệnh danh là Detroit của châu Á. Thái Lan đang là thị trường xe điện hàng đầu Đông Nam Á với nhu cầu đang gia tăng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi hàng loạt chính sách hỗ trợ từ chính phủ. Theo dự báo của Hiệp hội Xe điện Thái Lan, doanh số xe điện tại thị trường này sẽ tăng gấp đôi trong năm nay. Từ GenK, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Bạn đang sở hữu một doanh nghiệp hay một công việc kinh doanh? Bạn băn khoăn trong việc định hình được thương hiệu hay xây dựng các nền tảng online phù hợp? Chúng tôi vui lòng hỗ trợ miễn phí giúp bạn một số giải pháp dưới đây để con đường của bạn trở nên dễ dàng hơn. Kết nối vào inbox Zalo ngay với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí.